Sao anh Thạch lại đến vậy? Khách đến mà hết cá rồi sao? Mới có 3 ngày thôi mà, đã hết số cá lần trước rồi à? Trong tiệm còn một ít cá. Ông chủ biết hôm nay Tử Thụy vào học viện, chắc chắn sẽ ghé qua huyện giao cá. Vậy thì đúng lúc quá, năm chúng cháu vừa thu được nhiều cá lắm. Xe bò này chở không hết đâu. Vậy phải nhờ anh Thạch vất vả rồi. Nói gì khách sáo thế, em dẫn đường đi trước đi. Lâm Khiêu Khiêu đánh xe bò vào làng, mọi nhà đều đã hẹn trước với cô ấy, hôm nay đến thanh toán tiền. Nửa canh giờ sau, Lâm Khiêu Khiêu cuối cùng cũng thu xong cá của từng nhà. May mà anh Thạch đến đây. Khiêu Khiêu à, sao em lại nói với dân làng về việc buôn bán cá thế? Em tự kiếm tiền không tốt hơn sao? Anh Thạch à, nếu em tự đánh cá một mình thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng dù sao cá cũng là của làng Nam Sơn mà, em có thể giấu được một lúc, nhưng không thể giấu mãi được. Đến lúc dân làng phát hiện ra, ai cũng sẽ có suy nghĩ này nọ. Hơn nữa, nếu cá của em bán được mà họ không bán được, thì chẳng phải họ sẽ ghét em sao? Chỉ bằng em làm việc tốt này, nói trước với họ bây giờ, như vậy họ còn phải cảm ơn em nữa. Khiêu Khiêu, em không chỉ giỏi làm ăn mà còn rất khéo xử lý các mối quan hệ nữa. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng chưa chắc đã làm tốt bằng em đâu. Anh Thạch đừng khen em nữa, đây cũng là vì dân làng Nam Sơn tốt bụng, em mới giúp họ thôi. Bình thường họ cũng giúp đỡ em và em trai nhiều mà. Nếu toàn người xấu tính, em còn chẳng thèm quan tâm nữa là. Đúng thế, quan hệ giữa người với người chẳng phải vậy sao? Phải biết đặt mình vào vị trí người khác chứ. Nhưng mà ở làng Nam Sơn các em có một mụ đàn bà chanh chua không phải là người tốt đâu. Em đừng để bị lừa đấy. Mụ đàn bà chanh chua, anh Thạch sao lại biết người ở làng Nam Sơn vậy? Cái này em không biết đâu. Sáng ngày thứ hai sau khi em rời khỏi huyện, có một người phụ nữ xách xô đến bán cá. Anh bảo không nhận cá, thế là bà ta bắt đầu làm loạn trước cửa. Sau đó chủ quán ra đuổi người, bà ta liền ngã phịch xuống đất, cứ nói là chúng tôi đánh bà ta, đòi chúng tôi bồi thường tiền, không thì không chịu đi. Hôm đó trước cửa khách Vân Lai có cả đống người đến xem náo nhiệt. Lâm Khiêu Khiêu chỉ cần nghĩ không biết, chắc chắn là Lưu Thị hôm đó lén nghe trước cửa nhà dì Tú Hà. Mụ đàn bà chanh chua đó chắc là bác gái của em. Gì cơ, lại là người nhà của em à? Nhưng từ trước đến nay quan hệ với nhà em không tốt, nói là họ hàng thân thích nhưng còn không bằng dân làm bình thường, thậm chí còn coi như kẻ thù nữa. Trên đời này lại có người thân như vậy sao? Nhưng hôm đó nhìn thấy mụ ta chanh chua như vậy, anh cũng hiểu tại sao các em lại thành kẻ thù với bà ta rồi. Thế rồi sao nữa? Lưu Thị nằm lăn lộn trước cửa, các anh không thật sự bồi thường tiền cho bà ta chứ? Sau đó Thạch kể đại khái chuyện Lưu Thị gây ra trước cửa khách Vân Lai. Cái gì? Bị cởi quần, vậy chẳng phải bị người ta nhìn hết rồi sao? Đúng vậy, hôm đó ở huyện nha, náo nhiệt lắm, người ta xem chật kín cả, đông nghìn nghịt luôn. Suốt dọc đường Lâm Khiêu Khiêu cứ cười tê tét. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lâm Khiêu Khiêu đã Tử Thụy đi nộp học phí cho viện trưởng học viện. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô ấy đi về phía cửa hàng may mặc của Cẩm Nương. Em gái hôm nay lại đến mua quần áo à? Chị Cẩm à, nếu mỗi lần em đến đây đều mua quần áo, thì chắc em chẳng còn tiền ăn cơm mất. Con bé này có vẻ giống người ghê. Chị không biết đấy. Chị Cẩm này, chị có muốn hợp tác làm ăn với em không? Thấy chưa? Chị biết ngay mà con bé này giỏi giang lắm. Em định làm ăn gì với chị đây? Là để em thuê một góc ở đây bán đồ, em sẽ trả tiền thuê cho chị. Đúng vậy, chính là như thế. Nhưng em cũng không để chị phải lỗ đâu. Cách tính tiền của chúng ta sẽ không giống như giá cố định của các cửa hàng khác, mà là nếu đồ của em bán được nhiều thì sẽ trả cho chị nhiều tiền hơn, bán ít thì trả ít hơn, dựa theo doanh số bán hàng. Chị thấy thế nào? Cách này của em quả là không tồi. Nếu bán được nhiều, chị cũng kiếm được nhiều hơn. Vậy em định bán gì trong cửa hàng? Bán khăn tay mới. Nha đầu, tiền này chị không lấy đâu. Mấy cái khăn tay của em chiếm bao nhiêu chỗ chứ? Chị Cẩm à, khăn tay của em khác hẳn với mấy cái khăn làm từ vải thường đó. Những chiếc khăn này cần được trưng bày trong cửa hàng, phải treo khăn lên để trưng bày. Nhưng mấy cái khăn này đâu kiếm được bao nhiêu? Làm vậy không hợp lý, đây là một vụ làm ăn lỗ. Chị nhìn qua là biết ngay mà. Cẩm Nương cầm lấy chiếc khăn xem xét kỹ lưỡng, càng nhìn cô ấy càng ngạc nhiên, mắt sáng lên. Khiêu Khiêu, hoa văn này thật sự rất độc đáo, chị chưa từng thấy bao giờ. Em lấy ở đâu vậy? Nhanh chóng dạy chị cách làm đi. Chị à, sư phụ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đây này. Đây là em theo à? Con bé này tay nghề giỏi thế, có thể làm thợ theo rồi. Chị Cẩm, chị nhìn em như thế này, đâu giống thợ theo chút nào. Chỉ là hoa văn do em vẽ thôi, em nhờ mấy gì khác giúp theo khăn. Vậy tay nghề của mấy gì đó của thật tuyệt. Mũi chỉ này rất tinh tế, nhưng mà loại tay nghề này thợ theo nào cũng làm được. Cái làm nên giá trị của khăn là hoa văn trên đó. Đúng là một cô bé giỏi giang. Vải này là lần trước chị bán cho em phải không? Đúng rồi, chính là tấm vải hảo hạng đó. Chị nghĩ khăn này có bán được không? Có, tất nhiên là có chứ, chắc chắn rồi. Kiểu hoa văn này chị chưa từng thấy bao giờ, rất mới mẻ. Mấy cô tiểu thư trong huyện chắc chắn sẽ thích mấy cái khăn này của em. Việc kinh doanh khăn này chị nhận hết, em có bao nhiêu cứ mang hết đến đây. Hôm nay chị sẽ dọn chỗ trong cửa hàng ngay. Tốt quá, chị Cẩm em mang đến 16 cái, có 4 cái làm bằng vải thường để tập tay, 12 cái còn lại đều thêu bằng vải hảo hạng. Hôm nay có thể bán luôn 12 cái khăn này. Không vấn đề. Vậy em định bán mỗi cái bao nhiêu tiền? 5 lạng bạc một cái. Tiền bán khăn này, em và chị chia 3-7 được không? Nha đầu, 5 lạng có vẻ hơi đắt. 2 lạng là vừa rồi. 2 lạng bạc, cái khăn này chắc chắn sẽ bán chạy.
Chị chỉ cho em một chỗ để bán thôi. Chị có bỏ vốn gì đâu mà đòi ba phần. Làm gì có chuyện lấy ba phần được. Hai phần là được rồi. Chị à, sau này em còn bán nhiều thứ khác ở đây nữa. Cái này mà chỉ lấy hai phần thì ít quá. Không được, không được. Chị đâu nỡ ăn chặn một cô gái nhỏ như em. Nếu khoản của em bán chạy trong cửa hàng, còn có thể giúp bán thêm được những món khác nữa. Chị vẫn có lời mà. Làm gì có chuyện lấy 7-3. Cứ 2-8 đi. Được, nếu chị đã nói vậy thì cứ chưa 2-8. Tiền này, chị lấy 2, em lấy 8. Được. Nhưng mà, khiêu khiêu em chắc chắn bán 5 lạng bạc chứ. Hiện nay tuy không thiếu người giàu, nhưng cửa hàng của chị đâu bằng chân bảo các. Nếu em mang khăn này tới chân bảo các, bán 10 lạng bạc cũng chẳng sao, cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao nơi đó nổi tiếng đắt đỏ mà. Chị à, rượu ngon không sợ ngõ hẻm sâu. Chỉ cần tiếng hành đồn xa, cửa hàng của chị sẽ thành chân bảo các thứ hai thôi. Lúc đó, những người giàu chẳng phải sẽ đổ xô đến cửa hàng của chị sao? Chị cứ yên tâm, 5 lạng bạc không nhiều đâu. Em đảm bảo sẽ bán được. Treo mấy cái khăn lên đi, bày ra cho đẹp. Sau khi treo hết khăn lên, chẳng mấy chốc có một khách hàng bước vào cửa hàng, bị những chiếc khăn thu hút. Những chiếc khăn này đẹp quá, điều này tôi chưa thấy ở đâu cả. Đúng vậy, đây là hàng mới về hôm nay, đảm bảo chỗ khác không có đâu ạ. Bao nhiêu tiền một cái vậy? Tôi muốn mua một cái về nhà. Chiếc khăn này làm từ vải hạng nhất, lại là mẫu mới nhất, nên giá 5 lạng bạc. Vậy thôi không mua nữa. Với giá này tôi mua được 3 cái áo đông rồi. Nói xong liền bỏ đi ra khỏi cửa hàng. Cẩm Nương thở dài. Cô ấy biết cửa hàng này chẳng có mấy người giàu tới, nên rất khó bán được giá cao. Chị thở dài làm gì vậy? Mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Phiêu phiêu, cửa hàng của chị quả thật không tốt lắm. Nếu em mang đến chân bảo các bán, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hay là em thử mang đến đó xem sao? Chị à, em không đâu. Em sẽ bán giết lấy chị thôi. Chị cứ chờ đón khách đi nhé. Em sẽ đi mời khách ngay đây. Được, vậy em đi đi. Một lát nhớ quay lại nhé. Lúc này Lâm Phiêu Phiêu cầm một chiếc khăn đến chân bảo các. Cô nương này, cô cần gì à? Là áo lót hay trang sức? Tiểu nhân có thể giới thiệu cho cô. Đồ ở chân bảo các chúng tôi đảm bảo là hàng thượng hạng. Tôi chỉ xem qua thôi. Muốn mua 1-2 chiếc khăn tay. Khăn tay phải không? Cô nương, mời đi lối này. Cô có thể xem chiếc này. Đây là khăn tay làm giả theo kiểu thanh nhất quyết. Rất mềm mại và thoải mái. Chỉ có 10 lạng bạc thôi. Quả thật là không tệ. Nhưng khăn của cô vẫn chưa đẹp bằng của tôi. Vậy mà đòi tới 10 lạng bạc. Cái của tôi chỉ có 5 lạng bạc thôi. Thưa cô, hàng của chân bảo các chúng tôi đều là loại thượng hạng cả, nên chắc chắn sẽ đắt hơn các cửa hàng khác một chút. Thế à, nhưng cô nhìn khăn tay của cô kìa, rõ ràng không bằng cái tôi đang cầm đây. Tiếng nói chuyện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của các công tử tiểu thư xung quanh. Thưa cô, khăn tay của cô quả thật rất đẹp, nhưng hàng của chân bảo các chúng tôi luôn là hạng nhất. Cô nói vậy có vẻ như cố tình gây sự rồi. Tôi đâu phải là không mua nội khăn của các người, chỉ là khăn nhà các người bán đắt, lại còn xấu nữa. Tôi mới không muốn tiêu tiền ăn uống thôi. Không tin thì cô nhìn con chuột Mickey trên khăn của tôi này, có phải đẹp hơn của các người gấp 100 lần không? Người bán hàng cũng sững sờ khi thấy chiếc khăn đó. Chất vải của chiếc khăn cũng tương tự như của họ, nhưng hoa văn thì đẹp hơn hẳn hoa lan và hoa cúc của họ. Vốn dĩ chuột rất đáng ghét, nhưng lại trở nên sống động trên chiếc khăn, và còn khá đáng yêu nữa. Em gái à, em mua chiếc khăn này ở đâu vậy? Ở tiệm Cẩm Tú ở đường phố Đông Thành ạ. Vừa rẻ vừa đẹp, chỉ có 5 lượng bạc một chiếc thôi. Quan trọng nhất là em nghe nói nó là hàng giới hạn, cả huyện chỉ có 12 chiếc. Hoa văn trên vải đều khác nhau, tức là khi mua được rồi, nó là độc nhất vô nhị, gần như không thể giống với người khác, chỉ có duy nhất một cái thôi. Đúng vậy, tôi không thích dùng đồ giống người khác. Nếu ra ngoài mà gặp, vậy thì khó chịu lắm. Không phải sao, trung đồ thì không ngượng, ai xấu người đó ngượng. Vì vậy hàng giới hạn mới có thể tránh được chuyện ngượng ngùng đó. Nó là ở tiệm Cẩm Tú phía Đông Thành phải không? Vậy tôi phải đi tranh mua ngay thôi. Tôi cũng đi xem, 5 lượng bạc thì quá rẻ rồi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.